Chuyện tình không biên giới và bài thơ tình hay của thế kỷ 20. Chàng là một sinh viên tài hoa du học tại Rumani những năm 60 của thế kỷ 20. Nàng là người bản xứ, xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh. Như duyên trời định, họ bất ngờ gặp và quen nhau trong một kỳ nghỉ hè bên bờ biển đen. Và họ yêu nhau, tình yêu nồng nàn đắm say của tuổi trẻ dạt dào như sóng biển. Thế nhưng, do hoàn cảnh lúc bấy giờ quá khắc nghiệt, chàng bị tổ chức buộc phải chia tay nàng mà không được tiết lộ căn nguyên. Bỗng dưng chàng biến mất, nàng trở nên ngơ ngẩn, phải nghỉ mất một năm ở trường đại học tổng hợp Bucharest, lang thang đi tìm người yêu ở tất cả những nơi trước đây hai người từng hò hẹn, từng chỉ non thề biển. Chàng đau khổ đến tột cùng khi phải câm lặng chứng kiến nỗi đớn đau bị phụ tình của nàng. Trái tim chàng đã bật lên những lời thơ mà không ngờ rằng nó sẽ trở thành những án thơ tình bất hủ, được bình chọn là một trong những bài thơ tình hay nhất thế kỷ 20. Chàng chính là Khổng Văn Đương, sinh năm 1945, ở Lâm Thao, Phú Thọ. Ông không chỉ học rất giỏi mà còn làm thơ hay. Đến nay ông còn lưu giữ nhiều bài thơ trong số hơn 100 bài do ông sáng tác. Năm 1965, ông được Bộ Giáo dục chọn đi học Đại học Hóa học tại trường Đại học Bách Khoa Giorgidei Bucharest, Rumani. Số phận run rủi hay duyên kỳ ngộ khiến mùa hè năm 1966, khi đi nghỉ mát tại Biển Đen, ông đã gặp Valentina, một cô gái Rumani 17 tuổi, đang học lớp 11, tóc vàng hạt dẻ, đôi mắt xanh, đẹp như thiên thần, nhìn là bị hớp hồn ngay. Ông bắt chuyện và được nàng thân tình đáp lại. Một năm sau, trong dịp nghỉ hè, Valentina lên nhà chú ở Bucharest, ngay chỗ ông đang học. Nàng đã gọi điện mời ông đến chơi. Run bắn vì sung sướng, ông vội chạy ngay tới gặp nàng. Họ đã qua lại với nhau suốt kỳ nghỉ hè đó. Đấy thật sự là những ngày đẹp đẽ và thơ mộng. Sau này ông kể, tôi cùng bạn học thân thiết là Doanh về thăm nàng vào mùa đông năm 1967. Hôm đó bão tuyết mịt mùng, khi thấy tôi, nàng mừng đến nỗi nhảy chồm lên ôm lấy tôi, rồi giới thiệu tôi với bố mẹ. Sau đó, mỗi lần tôi đến chơi, mẹ nàng lại cho lúc giỏ táo, lúc trứng gà, lúc rượu trái cây. Tiếc rằng thời đó chiến tranh đang vào giai đoạn khốc liệt, nên chuyện yêu đương của bất cứ sinh viên Việt Nam nào với người bản xứ cũng đều không được chấp nhận. Tôi bị tổ chức phát hiện, bắt làm kiểm điểm và yêu cầu phải chấm dứt quan hệ. Thấy rõ nếu tiếp tục duy trì tình yêu thì sẽ bị trục xuất về nước, lúc đó thì gia đình, họ hàng chắc không ai thèm nhìn mặt tôi nữa. Vả lại, tôi cũng thấy phần nào có lỗi với các chiến sĩ ta đang chiến đấu ở chiến trường khốc liệt. Do đó, trong một lần đi chơi với Valentina, tôi đã đau đớn nói lời chia tay mà không cho nàng biết lý do. Tôi không ngờ việc đó đã gây ra hậu quả rất đau buồn đối với nàng. Sau đó khoảng nửa tháng, tôi nhận được một lá thư của Valentina với lời lẽ hết sức bi thiết và oán hận. Xúc động trước tình cảm chân thành, tha thiết này, tôi đã viết bài thơ Em đi tìm anh trên bán đảo Ban Căng chỉ trong một buổi chiều. Bài thơ đã phỏng lại nỗi niềm ai oán, giận hờn của Valentina thể hiện trong thư nàng, và tâm hồn tôi lúc đó cũng vô cùng trơ trọi, trống vắng. Một điều hết sức đau khổ nữa là sau cú sốc đó, đang là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Bucharest, Valentina bị ngẩn ngơ đến nỗi phải nghỉ học mất một năm. Còn tôi bị tổ chức tịch thu tập thơ, trong đó có khoảng 50 bài tôi viết cho nàng, cả thư từ, ảnh chụp với nàng. Vì vậy tôi đã bẻ bút, thề không làm thơ nữa. Và cho đến nay, 40 năm trôi qua, tôi quả thực không hề làm một câu thơ nào nữa, nhưng tôi có thể sẽ công bố một số bài thơ sáng tác lúc còn chưa bẻ bút. Em đi tìm anh trên bán đảo Ban Căng. Tìm không thấy chỉ thấy trời im lặng. Một mình em trong màn đêm thanh vắng, tim bồi hồi chân bước vội dưới trăng. Em trèo lên đỉnh núi cao Cát Bát, nhìn theo anh mất hút biết về đâu. Chân ai đi xa lắc tím trời âu, dòng nước mắt bỗng trào ra chua chát. Em lại đến biển đen xưa giàu dạt, sóng xô bờ liên tiếp gọi triền miên. Buồn, chao ôi,
gió làm em phiêu bạc. Thân cô đơn kinh khiếp cả trăng hiền, ôi dòng xanh rầm rì sông Đa Nuyết. Mây trời in lồng lộng giữa dòng sông, nên ngàn năm êm đềm trôi một nhịp, chỉ mình em nhức nhối vết thương lòng. Hỡi trái đất rộng làm chi bát ngát, cho loài người chia biên giới thế gian, cho sa mạc nổi bùng cơn bão cát, cho tình anh chưa bén đã lụi tàn. Em xin hỏi trời cao và Đức Phật, cõi Niết Bàn có mãi mãi mùa xuân, đâu trời Tây, đâu xa gần Cực Lạc, mà trần gian đầy bể khổ trầm luân. Con lạy Chúa Giê-xu ban phép lạ, cho nước người hết ly biệt, chia phôi. Hai chúng con quỳ trước người đa tạ, xin hòa tan làm một, ngàn đời. Em cầu nguyện, còn anh chẳng biết, trái tim anh sao giá lạnh thờ ơ. Và hôm nay dù tình anh đã hết, em vẫn mong, vẫn hy vọng, vẫn chờ. Em vẫn trèo lên đỉnh cao các bác, vẫn theo dòng Đa Nuyết những đêm trăng. Em lại đến biển đen xưa giàu dạt, đi tìm anh trên bán đảo Ban Căng. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã xem video Hiền Diệp chia sẻ. Hãy để lại lời bình luận cũng như là like và share, nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.